Hôm nay là thứ bảy, 2 ngày nữa tuần mới sẽ đến. Trong tuần mới này sẽ bắt đầu với những điềm báo quan trọng gì? Thì thơ xin luận giải tử vi dành riêng cho các tuổi Thân, Dần, Thìn, Mùi, Ngọ, Dậu, tuần này tính từ ngày thứ hai 11 tháng 9 dương lịch. Thứ nhất, trong tuần này xuất hiện thiên tinh là đại hội, nên các bạn sẽ có cơ hội hội ngộ được quý nhân, hội ngộ được dòng tiền lớn, thoát nghèo, thoát khổ. Thứ hai, đừng vội thấy lời to mà hùng hạp trong tuần này. Đây là cái bẫy khiến các bạn mất hết tiền của. Thứ ba, trong tuần này không tốt cho việc đầu tư hoặc mua tài sản lớn, vì mua rồi khó mà giữ, dễ mất. Thứ tư, cẩn thận với những người hàng xóm trong tuần này, các bạn dễ gặp thị phi nói xấu khiến các bạn bị hàm oan tai tiếng. Thứ năm, mèo xả vận xui hay nhất dành riêng cho 6 con giáp này là nên treo trong phòng ngủ của mình một túi lọc đồng tâm dây chỉ đỏ để hỗ trợ vận may tương sinh tài lộc. 6 con giáp này xả vận xui tại đây, chúc tuần mới đắc lộc sai tài.